Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em lại lên cho mình một video mới về Mazda 2 AT. Như em đã nói trong các video khác ấy, thì bây giờ bên Thaco họ sẽ không gần như không có đàm phán về thương lượng tiền mặt, như là giảm 5-10 triệu giá vào việc thì có giảm thêm được không. Mà bây giờ thì nếu mà có giảm giá ấy, thì sẽ tăng hay là giảm trực tiếp vào giá niêm yết mình thể hiện trong hợp đồng luôn. Ví dụ như là anh chị vừa tham khảo trong cuối tháng 4 ấy, thì mức giá của nó là 420. Sang tháng 5 thì nó tăng 10 triệu là 430. Còn hôm nay thì em cập nhật cho anh chị thì nó chỉ về là 408 triệu thôi. Giá này là giá công bố và chưa bao gồm lăn bánh ấy. Thì nếu mà lăn bánh thì mình sẽ cộng vào khoảng nó gọi là 50 triệu đi. Rất đầy đủ gọi là 50 triệu thì mình lăn bánh đâu đó nó rơi vào khoảng 460, chưa là 460 là mình có một mẫu xe hạng B nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Mặc dù option thì cơ bản đủ dùng. Tuy nhiên thì với giá 460 và mình có thể độ một số chi tiết option như ở trong khách hàng của em. Như này, em sẽ làm quay chi tiết trong cái video này. Thì mình hoàn toàn có thể cân nhắc tham khảo một mẫu xe rất là hợp lý đến từ thương hiệu Mazda. Và là xe nhập khẩu nữa. Mình ăn gian được cái mức giá đúng không ạ? Giá hạng A thôi. Rẻ hơn cả hạng A. Rồi, về phiên bản thì nó có... phiên bản thấp nhất bản AT như này 408. Ngoài ra thì phiên bản sedan luxury bọn em cũng bán đâu đó dưới 500, nó rất là rẻ. Còn cụ thể với chiếc xe này thì các bác có một mẫu sedan này, đẹp bóng thì tất nhiên là bóng bi halogen thôi. Mặt ca lăng thì nó cũng hơi thô một chút ạ. Cái này thì mình có thể độ đẽo được nhưng mà nó sẽ mất thời gian đặt mặt lưới giống như cái phiên bản luxury cao cấp. Cơ bản thì xe nó cũng sẽ không cảm biến gì cả các bác nhé, không cảm biến trước, không cảm biến sau, không có cục gương, cái này thì mình có thể chế hoặc là độ được. Đấy ạ, ghế thì nó là ghế cơ, ghế nỉ, em sẽ đi nội thất sau. Mâm thì nó là mâm đúc nhá, nói là đúc thôi nhưng mà cái bộ mâm này phải nói là đủ sử dụng và cũng không cần thiết quá là mình phải độ lên một cái mâm đẹp hơn đâu. Trên bản này thì nó không có màn hình cho nên sẽ không có cam lùi các bác nhé. Đây, đầu zin của nó này. Đấy, khách em nó lên màn hình thì em vẫn giữ lại cái đầu zin này cho khách hàng ạ. Nó chỉ là đầu đọc hay là nghe đài bình thường thôi. Tuy nhiên thì cái thể tích cốp, cái độ sâu của cốp với một xe hạng B này là rất hợp lý rồi. Rồi, em sẽ đi sâu về cái nội thất nhé. Vì cái option trên xe này thì phải độ thêm một chút ạ. Với 460 gọi là ra biển nhưng mà chưa có hoàn thiện gì về option thì mình có thể bỏ thêm một chút để độ thêm một cái màn hình kích thước lớn như này, màn Android. Đây, bọn em có một màn đầy đủ luôn cả Việt Map, đọc biển báo hay là màn Android chỉ dẫn đường xem YouTube rất đầy đủ. Vì cái bản quyền của Google nên là em cũng sẽ không test loa ở đây nhé, chị thông cảm. Đấy, rất là nhạy ạ. Cái màn này thì nó đâu đó vào khoảng gần chục triệu. Nó tùy vào cấu hình anh chị mua, nó nhanh, RAM nó to thì nó đắt đúng không ạ? Điều chỉnh nó lại giọng nói bình thường anh chị nhá. Đấy, nguyên bản xe thì có đề nổ start stop rồi. Điều hòa thì là điều hòa cơ, chỉnh tay. Đấy, nó vẫn hơi nhật một chút ạ. Phanh thì là phanh cơ đúng không ạ? Cái này thì bên em xử lý thêm ở cái màn hình ạ. Mình có thể điều chỉnh bằng phím comment ở đây nhá, giống như các phiên bản cao của các xe như là Mazda 3 hoặc CX-3. Đấy, ngoài ra mình vẫn có hai chế độ lái Sport và Eco. Đây, màn hình hiển thị bình thường. Vô lăng thì nó cũng không được trang bị nút bấm gì cả, mình có thể xử lý thêm ạ. Đấy, bọn em có cam hành trình tích hợp đọc biển báo luôn. Một gói như này thì cũng tùy vào cái nhu cầu của mình có thể làm độ màn hình này, xử lý thêm cam lùi, camera hành trình đúng không ạ, cảm biến, gập gương. Mình thích đẹp một chút thì mình làm thêm mặt ca lăng, mặt lưới đúng không ạ. Thì đâu đó nó chỉ chưa đến 500, nếu mà nó hạ 20 triệu như này anh chị nhanh tay. Bên em cũng đang rất là sẵn xe. Xe này thì nó có 3 màu nhé, trắng, đỏ và xám ạ. Các màu bọn em bán đồng giá là 408 triệu chưa ra biển. Đấy, cụ thể về chương trình khuyến mại, quà tặng, phụ kiện các thứ như nào thì anh chị alo trực tiếp qua bên em để bên em hỗ trợ tư vấn thêm ạ. Đấy, hàng ghế thứ hai của nó đây. Nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ nhá.
Đấy ạ, bọn em trang bị thêm ghế da cho khách hàng rồi. Đó, với các anh chị mà có nhu cầu tìm mua một mẫu xe nó vừa phải về giá tiền, tuy nhiên thì vẫn đảm bảo về cái chất lượng nguồn gốc hay là an toàn về đi lại, thì mình có thể cân nhắc cái mẫu Mazda 2 bản AT 408 triệu và hoàn thiện đâu đó dưới 500. Thời gian nếu anh chị mua chay chỉ khoảng 406 là xong xuôi hết rồi. Các bác ở tỉnh Hà Nội thì có thể cao hơn một chút do tiền biển hoặc là tiền thuế trước bạ. Đấy, anh chị có nhu cầu mua xe hay là cần tư vấn thêm có thể alo trực tiếp của bên em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.